Thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh yêu quý. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô, quý phụ huynh và các em đến với chương trình truyền hình Măng Non tháng 11 với chủ đề Nhớ ơn thầy cô của Liên đội Trường Tiểu học Đại Hưng. Xin trân trọng kính mời. Trường Tiểu học Đại Hưng. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc ông bà, cha mẹ, các bạn thân mến, tháng 11 đã đến rồi, mỗi chúng ta lại cùng hướng về ngày hội của các thầy, các cô 20 tháng 11 ngày nhà giáo Việt Nam. Trong buổi phát thanh này, em xin gửi tới các bạn một chương trình đặc biệt với chủ đề Nhớ ơn thầy cô. Mới ngày nào, chúng em bước vào mùa thu trong niềm vui của buổi tiệu trường đặc biệt, buổi tiệu trường trực tuyến. Thấm thoát thoi đưa, mùa đông vội vàng gõ cửa, chúng em lại dạo dực là lúc chờ đón ngày hội của các thầy cô. Đó là gì các bạn nhỉ? Đó chính là ngày nhà giáo Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn có biết lịch sử của ngày này, ngày nhà giáo Việt Nam là gì không? Chắc hẳn bạn nào cũng hiểu chút ít nhưng chưa thật chính xác và đầy đủ. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi bản tin phát thanh Măng Non này nhé. Lịch sử của ngày nhà giáo Việt Nam bắt đầu từ một tổ chức quốc tế của nhà giáo dục Tiến độ thành lập ở Paris, Pháp vào ngày tháng 7 năm 1946 có tên là SISI, Liên hệ Quốc tế Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm 1947, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã mở rộng quan hệ với SISI để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, tố cáo tội ác của bọn xâm lược nhân dân ta nói chung với các thầy cô giáo học sinh nói riêng. Vào mùa xuân năm 1953, Đoàn Giáo dục Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng bộ dự hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn Giáo dục Việt Nam của một số nước tổ chức FISI tại Viên, thủ đô nước Áo, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã kết nạp vào một thành viên của FISI. Ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 1975, tại thủ đô Bratislava, Ba Lan đã diễn ra một buổi hội nghị với FISI với 57 quốc gia tham dự, trong đó có Giáo dục Công đoàn Việt Nam. Quyết định đến ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Ngày này bắt đầu từ một tổ chức quốc tế về Bắc nước ta vào năm 1958. Nhiều năm sau, ngày này cũng được tổ chức tại các vùng giải phóng miền Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng chính là ngày nay là Chính phủ đã ban hành quyết định số 167 HDBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày lễ mang tên ngày giáo Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam và gắn liền với phong tục tập quán của nước ta. Các mặt nạ như sự thành thông lệ ngày 20 tháng 11, tất cả các trường trong cả nước lại luôn lúc cuối do những hoạt động của học sinh trong trường thực hiện như thi văn nghệ, lễ meeting chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, thi cắm hoa và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Và vào những ngày tất cả các thế hệ học trò, những ngành nghề khác trong xã hội dành thời gian để chia sẻ và tri ân tới những người thầy, cô từng ngày âm thầm lặng lẽ cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp chồng người của đất nước. Trong tháng 11 này, chúng ta kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vậy chúng ta cần làm những công việc gì? Trước hết, chúng ta khắc phục những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm của thầy tháng trước mà thầy tập trách đã nêu, cụ thể như sau: duy trì tốt nền lớp học trực tuyến đối với các bạn là học sinh lớp 1, nền lớp học trực tuyến đối với các bạn lớp 2, 3, 4, 5. Thứ hai, Liên đội Trường Tiểu học Đại Hưng tiếp tục duy trì phong trào mỗi bạn là một chiến sĩ, nghĩ thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K để đẩy lùi dịch Covid-19. Thứ ba, tiếp tục duy trì phong trào
nhiều hoa chăm chỉ, hoa học tốt, hoa sôi nổi dành tặng các thầy cô nhé. Các bạn thân mến, trong tháng này chúng ta sẽ thực hiện tuần học tốt từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11. Các bạn lớp, các lớp trang trí phòng gọn gàng, sạch sẽ. Các bạn học sinh phải chuẩn bị bài thật tốt trước giờ học nhé. Hy vọng chúng mình sẽ sớm được gặp nhau tại ngôi nhà thân thương này, trường tiểu học Đại Hưng. Các bạn ạ, chúng ta luôn trong mong vâng lời thầy cô, bố mẹ chính là món quà quý giá nhất kính dâng lên thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 ấy. Để các bạn chương trình mong non tháng này, xin mời các bạn cùng hát vang bài hát Bụi Phận của nhạc sĩ Vũ Hoàng do bạn Trần Ly trình bày.